lưỡi ra. Ồ, ở dưới này nè, những cái chén, những cái ly á, họ đập vụn ra, đập vụn ra, đập vụn ra rồi họ mới, những người mài. Họ mới mài mài cho sắt cho nó không bị đứt tay á, cho nhẫn lại. Nói chung là cái cạnh của nó là nó đi uốn éo rất là đẹp. Ừ. Và đây là cái làng gì anh? Làng An Bằng, xã Vinh An. Làng An Bằng, xã Vinh An. Và trước mắt cô bác quý anh chị đó là những cái lăng mộ rất là lớn. Điều đặc biệt mà từ thành phố Huế chạy đi đến cái nơi làng An Bằng này đó, thì em có một cái nhận xét như thế này. Đó là đối với cái người Huế á, thì họ chú trọng cái việc mà sau khi mất lắm, nên thành thử là việc xây những cái lăng với cái chi phí khổng lồ hoặc là những cái kiến trúc gần phụng rất là độc đáo, thì đó là một cái điểm nhấn để đến cái làng này, đúng không anh Hùng? Cái điểm nhấn thứ hai đó là ngoài cái vấn đề mà Bùi Hồ nói là ở đây là người sống ở với người chết, tức là nhà người sống chung với người chết, đúng không? Rồi, nhà dân thì cạnh bên là lăng mộ đó, ở đây là nhà của người dân mà bên cạnh là lăng mộ. Ôi kìa, đó khu lăng mộ là ở bên kia đó, và đây. Họ đã xây dựng theo một cái kiến trúc của đúng là cung đình Huế, của triều đình Huế ngày xưa ha. Nói chung là kiến trúc là cũng như vậy. Kiến trúc là rất đặc trưng luôn đó. Ở đây là có cái đường đi vô thủy tổ này, thủy tổ khai canh của cái làng Bằng. Người chết sống chung với người sống. Đúng rồi, sống chung với người chết. Và kiến trúc của họ rất là độc đáo. Dòng dọc theo đây thì những cái lăng này có những người đã chôn rồi, có những cái lăng thì vẫn chưa, đúng không anh? Vẫn chưa. Có những cái lăng mà họ để gió. Để gió ha. Chỉ xây vậy thôi, để gió rồi vài bữa chôn xong. Ừ. Nói chung là họ vì ở đây là chủ yếu là người ở đó, người ta vượt biên á, lúc trước là người dân người ta vượt biên qua bên nước ngoài, xong rồi khi người ta làm ăn có rồi thì người ta gửi tiền về, rồi xong rồi người ta bắt đầu xây dựng mấy cái lăng này. Ồ, cái kiến trúc này em nhìn em thấy bất ngờ quá nè, bằng những cái mẹ sành mẹ sứ, mẹ sành mẹ sứ ngồi trám lên làm cái vẫy phòng, vẫy gồng á, đúng rồi, vẫy gồng vẫy phụng chén kiểu tất rồi. Cả những cái hoa văn ở đây là nó đều giống với là kiến trúc của triều đình nhà Nguyễn. Và đó, rồng phượng đầy đủ. Trước mặt mình là cái lăng này là... Cái lăng này là của ông thủy tổ khai canh ra cái làng An Bằng này. Đó là ông Nguyễn Văn Lĩnh. Là khai thủy khóa. Tổ thủy tổ khai canh ra cái làng này. Ở đây là cái tiểu sử tóm tắt cái quá trình mà ông lập nên cái làng An Bằng. Ở đây là cái tấm bia tóm tắt tiểu sử. Thì mọi người có thể thấy là đi vào là cũng phải có cổng tam quan. Đó là một cái kiến trúc mà đặc trưng của người Huế. Không quá đặc trưng luôn. Đó là cái cổng tam quan. Thì nó có ba cửa. Một cái cửa chính thì nó trước đó là một cái bình phong. Ở bình phong đó em thấy đó là một con kỳ lân. Kỳ lân đó. Chính xác. Và được trang trí rất là đẹp. Hoa văn phải nói là chạm trổ rất là công phu. Và trên đỉnh đó là có hình hai con rồng đối lập nhau. Hai con rồng Hai con rồng chầu cái viên ngọc. Đó, đối xứng nhau rất là rồng lửa ha. Rồng lửa đó. Ồ. Đó, cái bậc cấp đi lên đó thì thấy hồ, Bùi Hồ với là mọi người có thấy là có con rồng không? Và rồng ở đây có sừng nha. Rồng ở đây đặc biệt là có sừng nha. Đúng rồi, không giống như lồng rồng ở trong lăng của triều đình ha. Đúng rồi. Đây có những cái sừng nè, gọi là cái vẫy, nhìn phải nói cực kỳ tỉ mỉ, dán từng viên đá nhỏ như thế này nè. Rồi, hình cái, cái này là những cái ly, cái chén nè, họ mài ra. Mài rồi. Ôi ôi,
Tại em thấy là tại sao người Huế mình lại trọng về cái phong thủy, về cái việc mà xây lăng tẩm á? Không, thật ra thì cái khu vực này là như mình đã nói rồi đó, là bây giờ là ở đây là họ ở nước ngoài hết rồi. Ừ. Con cháu là bây giờ là cũng ở nước ngoài hết, mà ở Mỹ, ở Úc, Canada rồi này kia đó. Họ có tiền nhiều ha. Họ có tiền rất là nhiều, bởi vì cái khu vực này là khu vực giáp biển. Mà cái thời xưa là nghèo khổ quá, là người dân là người ta vượt biên qua bên kia. Thì đến khi người ta làm ăn có rồi thì người ta lại muốn xây dựng cho quê hương, thì người ta lại gửi về đây để xây lăng mộ. Đấy. Tại sao gọi là thủy tổ? Thủy tổ là cái người gọi là đầu tiên bước đặt chân vô cái mảnh đất này, gọi là thủy tổ. Rồi sau đó là người ta khai hoang rồi người ta lập nên cái làng này. Ồ, cái này là cây mộ đây hả, của ông đây hả? Đúng rồi, đây là cái mộ. Ồ, cái mộ này khủng bự khủng khiếp trời. Cái mộ này là mình theo như mình so sánh luôn, đôi lúc nó còn to hơn mấy cái mộ của vua. Đó, ở đây là ở đây cái bình phong hậu đó không, nó cũng thấy kỳ công rồi này. Một cái đầu rồng hả, rất là bự, và trang trí nó rất là tỉ mỉ luôn. Phải nó quá độc đáo anh Phụng ơi. Cái bình phong hậu này được một cái chạm, một cái đầu rồng, và họ dán những cái vảy rồng á, công phu quá. Quá công phu. Dạ, ở dưới này thì rồng thì đang khè lưỡi hả? Khè lưỡi ra. Ồ, ở dưới này nè. Những cái chén, những cái ly á, họ đập vụn ra. Đập vụn ra rồi họ mới, những người mài. Họ mới mài. Mài cho sắt, cho nó không bị đứt tay á. Cho nhẫn lại. Nói chung là cái cạnh của nó là nó đi uốn éo rất là đẹp. Ừ. Rồi họ chọn, họ mới gáp vào. Và cái kiến trúc này phải nói là bất ngờ đúng không? Có được. Quá bất ngờ đúng không? Ừ. Đây là đơn giản như chúng ta thấy ông thọ này. Đây nè, những cái hình này nè anh. Những cái hình mà chữ tàu như thế này nè. Ừ. Ôi ôi. Ở đây là hái trái đầu tiên, nói chung là ông thọ này kia, sơ bình hồ lô. Nó ra hình hài hết và nó trang trí màu mè. Người ta gọi là đây là thủy tinh màu. À, những cái này gọi là thủy tinh màu. Ừ. Thực ra là cái này là cái chai bi rồi này kia đó. Ồ vậy hả? À, người ta kẻ vẽ bên trong rồi xong người ta dán vô. Nó ra. Đó, mấy cái mẻ chai này nè. Đó. Trời ơi. Này miễn chai luôn hả? Miễn chai đó. Thực ra là gọi một cách hoa mỹ thì gọi là thủy tinh màu. Nhưng đó. Mà coi như một phần tận dụng lại từ những cái phế liệu. Đúng rồi. Bây giờ đơn cử thôi, mình thấy cái nhà bia không thôi là nó cũng là hoành tráng rồi. Muốn gì? Con rùa, đội bia. Có một con rùa, cái đội bia luôn. Đấy. Các cái hoa văn ở trên cột kèo rồi này kia là coi như các mọi người có thể thấy là rồng. Tất cả lồng, rồng. Lồng ẩn vân, là rồng đi trên mây đó, rồng bay trên mây. Cái đấy. Kiến trúc rất là đặc trưng. Nó là đặc trưng của nguyên một cái không ngôi làng này luôn. Một ngôi làng luôn. Gọi là một ngôi làng mộ cổ, lăng mộ cổ. Lăng mộ cổ. Và cái lăng mà tốn kém rất là nhiều chi phí. Có lăng lên tới 40 mấy tỷ. Ồ vậy hả? Hôm nay thì nhờ có anh thì em mới biết được những cái lăng. Bên kia là gì anh hả? Bên đó là cũng một cái dạng là cũng thờ một cái thủy tổ khai canh luôn. Ừ. Vậy là con cháu họ xây lại. Có nghĩa là họ trùng tu, là họ xây lại phải không? Họ xây. Cái này con cháu họ xây. Đây là ngài Nguyễn Quý Công Húy, Nguyễn Văn Lĩnh, thủy tổ khai canh làng An Bằng. Hoàng thủy sơ tổ họ Nguyễn Văn An Bằng. An Nông. Ờ, họ viết về cái tiểu sử là những người có công đầu khai sơn phá thạch, tổ chức vô cùng cam go lúc ban sơ, chống chọi với thiên tai địch họa, an cư lạc nghiệp dân tình, tổ chức nghi lễ cúng bái, lập đình đền miếu, nội quy nghi lễ. Ừ. Sản xuất đời sống, có nghĩa là những người mà khai phá khẩn quan cái vùng đất này. Rồi đây là mình bùi hồ chú ý này, là cái thời mà vua chú là bắt đầu là khai canh đó. Ừ. Năm Duy Tân thứ 7, tức năm 1913, là đã vua, thậm chí là bây giờ vua còn truy phong mấy cái ngày ở đây. Ba ngày là Dực Bảo Trung Hưng tôn thần. Dân làng lập đền thờ bao đời nay. À. Có nghĩa là thời vua Duy Tân là không, vua Duy Tân đã gọi là ban truy phong cho những cái ngày mà thủy tổ khai canh ở đây ấy. Cái danh hiệu này.
Tức là ở đây thì các ngài ở đây cũng có công lớn trong cái vấn đề là khai phá và khai phá vùng đất mới. Đó. Và có công với triều đình. Thì bên kia là một cái gọi là một cái vùng toàn bộ là lăng. Đấy, và nếu như mà nhìn từ trên cao xuống là mình chỉ thấy toàn lăng, không có nhà. Nhưng mà em nhận thấy như thế này nè, có những nơi á người ta không có cho xây lăng mộ lớn, nhưng mà đặc biệt ở Huế này á muốn xây như thế nào xây, đúng không anh? Đúng rồi, đất mình có thì mình cứ xây lên để hiện một cái gia thế, của coi như đây để hiện một cái gia thế, một cái sự giàu sang của một cái gia đình, của một gia đình, đúng rồi. Nên thành thử là xây như thế nào cho nó, nói chung là ở đây là xây to bao nhiêu cũng được. Còn ở có những cái vùng á thì họ là không xây được, họ có tiền cũng không xây được, không được phép xây, không được phép xây vì theo cái cấu trúc, theo cái kiến trúc của nói chung là cấu trúc địa chất địa hình thì không có được phép. Nhưng mà ở đây thì là vùng biển nữa, và hơn nữa là đây là cái ngôi lăng của ông thủy tổ, do đó là người ta xây rất là vĩ đại. Vậy thì cái lăng mà 4 tỷ thì gần đây không? Cái lăng 4 tỷ nó cũng nằm ở phía trong kia. Nếu như đi vào trong kia là mình sẽ thấy. Anh em mình đi lại đó được không? Đúng rồi. Thôi bây giờ mình sẽ trước khi tới cái lăng 4 tỷ đó thì mình quay cho cô bác quý anh chị xem về cái nơi mà cái lăng thủy tổ 40 mấy tỷ á. Thì người ta nói là nhập gia tùy tục và đi đâu cũng biết nguồn cội. Do đó là mình muốn quay cái lăng thủy tổ này cho mọi người biết là ở đây nó có những cái người đã từng là khai canh lập ấp ở đây và lập ra cái làng này. Rất hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ hai anh em mình đi tiếp hành phụng ha.